có biết hôm nay công ty nào tổ chức buổi học này không ạ? Công ty nào ạ? Dạ đúng rồi, đó là công ty Tân Đại Dương. Vậy xin cho phép tôi được giới thiệu đôi nét về công ty Tân Đại Dương. Là một trong những công ty tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực du học, du lịch, thương mại, quốc tế, được thành lập và được cấp giấy đăng ký kinh doanh theo số 4102-009-471 của Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty du học Tân Đại Dương hơn 10 năm qua đã đưa hàng ngàn lượt học sinh sinh viên đi du học trên 17 quốc gia như là Mỹ, Anh, Úc, Singapore, Thụy Sĩ, Hà Lan, Malaysia, vân vân, và được vinh dự đón nhận thương hiệu Việt. Là một trong những công ty đầu tiên của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực du học, du lịch, thương mại, với đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng tư vấn và chăm sóc khách hàng. Qua một thời gian dài hoạt động, công ty đã nhận được sự tín nhiệm và yêu mến của quý khách. Quý khách sẽ nhận được sự đón tiếp nồng hậu và được tư vấn miễn phí, cũng như được hướng dẫn giúp đỡ tận tình trong từng trường hợp cụ thể để hoàn thiện và đem lại hiệu quả cao nhất cho hồ sơ của quý vị. Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị trong việc hướng dẫn chọn trường, quốc gia, ngành học phù hợp với trình độ, nguyện vọng của sinh viên quốc tế, tư vấn thủ tục nhập học vào trường mà sinh viên chọn, thủ tục làm hộ chiếu, thẻ sinh viên quốc tế và thủ tục xin visa, tư vấn về văn hóa, phong tục tập quán, xã hội, ăn ở, học tập của nước mà sinh viên theo học, hướng dẫn làm thủ tục ngân hàng, hướng dẫn làm hồ sơ tài chính, hỗ trợ học sinh trong suốt quá trình du học, tổ chức các khóa học hè cho các em từ 11 đến 17 tuổi, tổ chức các khóa học đào tạo ngắn hạn theo yêu cầu riêng của tổ chức và công ty, hỗ trợ thủ tục xuất nhập cảnh cho phụ huynh đi thăm du học sinh, hướng dẫn thủ tục làm hồ sơ du lịch định cư các nước. Với cung cách làm việc chuyên nghiệp, sự tận tâm chăm sóc khách hàng như người thân của mình, quý khách có thể hoàn toàn yên tâm khi đến với công ty chúng tôi. Cùng với sự nỗ lực và những kết quả đạt được, công ty Tân Đại Dương đã giành được rất nhiều giải thưởng và đã được làm đại diện của các trường Anh, Úc, Mỹ, Singapore, Thụy Sĩ, Hà Lan, Malaysia, và đã được quý phụ huynh và các em học sinh tin tưởng trong nhiều năm qua. Và công ty chúng tôi luôn phấn đấu để đạt được hiệu quả cao nhất cho hồ sơ của các khách hàng. Rất cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của các bạn. Bây giờ tôi xin giới thiệu nội dung về buổi học ngày hôm nay. Đầu tiên, đó là phần giới thiệu tổng quan về trường KDU do ông MD đại diện tuyển sinh của trường. Kế đến đó là phần giới thiệu tổng quan về đất nước Malaysia qua phần chia sẻ của chị Trần Mỹ Kim, chuyên viên tư vấn của công ty Tân Đại Dương. Kế nữa đó là phần diễn thuyết của thầy Francis Hùng sẽ chia sẻ cho chúng ta về những bí quyết thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống. Và cái phần cực kỳ hấp dẫn và lôi cuốn đó là phần diễn thuyết của, đó là phần hướng dẫn của anh Bảo Anh. Anh Bảo Anh sẽ giúp cho các bạn làm những điều tưởng chừng như không thể nhưng sẽ là có thể. Các bạn sẽ giống như là một thỏi nam châm. Các bạn hãy cùng chờ đợi tiết mục này nhé. Và cuối cùng đó là phần chia sẻ của chị Quỳnh về những học bổng hiện có của trường KDU College trong năm 2012 này. Và sau đây xin mời nhà tài trợ của buổi học ngày hôm nay, đó là trường KDU College. Đó là phần trình bày của thầy Andy Ong. Very good morning. Xin chào. Very nice to meet all of you here. And yeah, very happy to see so many people attending this seminar. Yes, I'll basically introduce myself. My name is Andy, and I am from Malaysia. So I represent a university from Malaysia, and it's called KDU. We have two campuses across Malaysia. We have one in Kuala Lumpur and one in Penang. So basically, the one in Kuala Lumpur was established in 1983, and it is now a university college, and we have over 45,000 graduates from KDU University College. We are using the SMART initiative, which is one of the state-of-the-art delivery methods to actually teach our programs, and we are also one of the leading universities in Malaysia at the moment. And of course, we do have another campus, which is in Penang. Penang is the second largest city in Malaysia. And most of the Vietnamese actually choose Penang for various reasons.
because of the low living cost that is available there. It's not as busy as Kuala Lumpur. Penang is something like Saigon to Hanoi. So it's not that busy. It's quite a nice place. It's quiet, very conducive for studies. And of course, we offer a very very good environment for actually living. Because, you know, it's a small place. Population is only about 500,000 people. Comparing to Ho Chi Minh, it's actually quite small. But then again, it's a very interesting place, like I said. We are very famous for tourism, actually. But not many students actually know about Penang as an education hub. So we do have about 20 to 30 universities available at Penang. And we actually speak English. Most of us speak English. Malay is actually the language spoken in Malaysia, but English is widely spoken, and most Malaysians actually speak rather good English, because English is actually a second language for Malaysians. And we do also speak our other languages, such as Chinese, Tamil, because we do have a large group of Chinese people. Like myself, I'm actually Chinese, that's why I look like you. I do speak Chinese, I speak English, I speak Malay, a little bit of Vietnamese now, since I've been here for quite some time. All right, yeah, that's about it. So if there's anything else, you can come and see me later or probably after the session. Okay, my speech will now be translated into Vietnamese for those of you all who can't understand. Thank you. Chào các bạn. À, tôi chỉ sơ qua và tóm tắt qua những gì ông Andy đã trình bày với các bạn. Thì tôi muốn giới thiệu sơ qua về trường KDU. Thì KDU University College thành lập năm 1983 là một trong những nhà tiên phong trong nền giáo dục tư thục đầu tiên của Malaysia. Và tháng 10 năm 2010 thì trường đã được nâng cấp và tiếp tục là một trong những nhà lãnh đạo đổi mới và trong cái việc trở thành một trong những trường cao đẳng đại học smart đầu tiên của Malaysia. Thì thông qua các cái hoạt động đổi mới thì KDU muốn cung cấp một cái môi trường học thực tế nhằm giúp cho sinh viên của họ sau khi ra trường có được những cái kiến thức cũng như những cái kỹ năng để mà họ có thể thành công trong cái lĩnh vực chuyên môn của mình. Thì KDU, đồng thời KDU cũng đã góp phần vào cái việc giúp ích cho cái nền giáo dục của nước nhà bằng cái cách là giúp cho người dân của họ tiếp cận được với nền giáo dục thông qua các cái lĩnh vực như là học thuật, chuyên môn, dạy nghề hoặc là kỹ thuật. Và trường tự hào khi đã đào tạo hơn 45.000 sinh viên và tốt nghiệp, và nhiều người trong số họ thì đã đạt được những cái thành công xuất sắc trong cái sự nghiệp của họ. Thì tôi xin nói thêm đó là KDU thì hiện giờ là có hai campus, một là ở Selangor ở gần Kuala Lumpur và một là ở Penang. Thì hôm nay chúng ta nhà tài trợ chính của chúng ta đó là KDU ở Penang. Thì KDU Penang là một trong những học viện hàng đầu ở phía Bắc của Malaysia cũng như là ở khu vực châu Á. Thành lập năm 1991, KDU Penang có thể nói là một sự lựa chọn hàng đầu của các sinh viên trong nước và sinh viên quốc tế đến từ nhiều nước, ví dụ như là Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Indo hoặc là các ở khu vực Trung Đông. Tất cả các chương trình của KDU thì đều được công nhận bởi Malaysia Qualification Agency và Bộ Giáo dục. Thì đây là những cái tổ chức kiểm định về giáo dục được đánh giá rất là cao trên thế giới. Trong những năm qua thì KDU Penang thì đã đào tạo hơn 25.000 sinh viên đến và nhiều người trong số họ đã rất thành công trong sự nghiệp, và trong khi một số thì đã chuyển tiếp lên các trường đại học nổi tiếng trên thế giới. Thì có thể nói là bằng cấp của KDU chính là cái tấm thẻ mà thông hành giúp cho các bạn tìm kiếm được
một cái công việc tốt. Thì ở Malaysia thì như các bạn biết là họ chủ yếu họ nói tiếng Malay, tiếng Trung Quốc, nhưng mà họ hầu hết người dân họ đều nói có thể nói được tiếng Anh, bởi vì họ có thể giao tiếp với người quốc tế bằng tiếng Anh, cho nên cái môi trường học hoàn toàn có thể nói là môi trường học quốc tế. Đồng thời cái bằng cấp các bạn nhận được không chỉ là các bạn vừa nhận được bằng của Malay và vừa nhận được bằng quốc tế nữa. Và đồng thời ở đây tôi muốn chia sẻ thêm với các bạn đó là trường có hai campus, một ở Kuala Lumpur và một ở Penang, nhưng mà chúng tôi offer các bạn là nên học ở Penang, bởi vì cái môi trường học ở Penang rất là giống với lại thành phố Hồ Chí Minh, khí hậu, thời tiết cũng như là cái mức sinh hoạt phí không khác gì thành phố Hồ Chí Minh hết, cho nên các bạn có thể tham khảo, hoặc là các bạn muốn biết thêm về KTU các bạn có thể tới Cầm Rô Su và các bạn có thể tìm hiểu qua thông tin này. Xin cảm ơn các bạn. Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của Andy và chị Quỳnh.